Hi, Vinh xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Vinh nhé. Bữa nay thì Vinh đi xuống dưới đây cả ngày. Thì nói chung là nó là xung quanh đây là trồng keo cả ngày. Nhưng mà mưa thì xuống này nó có nước chật sệt á, nó dâng lên. Thì Vinh cũng bắt gặp được một tổ chim cả ngày. Thì bây giờ Vinh xin mời cả nhà cùng vô đó tìm hiểu xem là chim đó là chim gì ha. Đây, nó đặt lên cả nhà. Nó đi. Đây, xem thử. Nhà mặt cái cỏ này ra mình vô coi xem. Đây cả nhà, này thì mình cũng không động vào đâu cả nhà, có vạch đây cho cả nhà cùng xem. Quay từ trên xuống, có hai chú rồi nè. Còn hai trứng và hai chú chim. Quay ra ngoài. Ô. Ô, ba chú này. Ba cái đầu luôn. Ừ, cỏ với nhau. Xem nào. Bướng. Đúng ba chú cả nhà. Hả? Chà là hơi bướng. Rồi. Mình quay trên xuống này. Nằm tổ chấp hai cả nhà. Đây, có. Có như vậy mà lơ lửng trên này đó, trên đây nào. Bên đây là cái đường nước để đây, uống nước đầu làm thế này. Cái lá chàm, cái keo nhìn cưng lắm, muốn sờ nhưng mà sợ mẹ về bỏ. Quay nhà xem thôi. Cái đáy tổ này đó cả nhà thấy không, tiếng con lửa. Cái này ra tổ con lửa chẳng hạn, chắc chắn là tổ con rồi. Đây làm bên đây rất đẹp luôn, khéo léo thật đấy cả nhà. Xếp từng cái nhánh cây lên rồi làm tổ. Kêu xem, kêu mà giờ này ngủ thổi cũng không dậy, biết hình như là biết không phải là mẹ. Bắt đầu kêu cả nhà. Thôi thì Vinh cũng để lại cả nhà, Vinh đi ra đây. Thôi thì cả nhà ơi, Vinh thấy ổ chim rồi, Vinh quay lại chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cho vui vậy thôi. Bây giờ thì Vinh cũng để đó, Vinh không bắt làm gì. Thì Vinh cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà đã dành chút thời gian quý báu để xem clip của Vinh. Nếu ở nhà thấy clip chia sẻ của Vinh hay thì đừng quên cho Vinh xin một like video và một đăng ký kênh để tạo nhiều động lực cho Vinh làm những clip mới nữa nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau. Bye bye.